Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong video ngày hôm nay. Chúc các bạn luôn bình an, mạnh khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, có một quan niệm rất hay trong cuộc sống mà nhiều người hay quên mất. Đó là đừng làm gì để sau này phải hối tiếc vì bạn chỉ sống có một lần. Có khi nào vì hoàn cảnh xô đẩy, vì cơm áo gạo tiền, vì sự trì hoãn của bản thân mà bạn phải hối tiếc điều gì không? Thế thì bài viết sau đây là dành cho bạn đấy. Hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm. Trước tuổi 60, nếu biết điều này, cả đời sung sướng, về già không bao giờ nuối tiếc. Kính thưa quý vị và các bạn, cả cuộc đời của một con người, điều nuối tiếc nhất là những việc ta không làm khi còn khỏe mạnh, minh mẫn. Đến lúc già yếu rồi mới nhận ra thì đã quá muộn, để rồi tiếc nuối trong vô vọng mà không làm gì được. Thế nên, trước tuổi 60, bạn nhất định phải biết điều này, để cả đời được sung sướng, về già mỉm cười trong hạnh phúc vì những gì mình đã làm. 60 năm đã là một hoa giáp, nửa đời người bất giác cũng trôi qua. Sếp, đồng nghiệp và các bạn học năm xưa giờ này đều bước vào cái tuổi hoa giáp, tuổi 60. Ta bất chợt cảm thán sinh mệnh như một cỗ xe leo núi, cứ đùng đưa kinh con, quá nửa đời người. Đột nhiên, ngoảnh đầu nhìn lại, 60 năm đã là một hoa giáp, nửa đời người bất giác cũng trôi qua. Trước 60 tuổi, thịt cá đầy mâm. Sau 60 tuổi, cơm canh đạm bạc. Trước 60 tuổi, tiền nhiều tiền ít, chồng vẫn thế. Sau 60 tuổi, quan lớn quan nhỏ cũng như nhau. Sống tới lúc này mới hiểu rằng, khi có quyền, đừng ngang ngược quá. Khi có tiền, đừng hoang phí quá. Trước 60 tuổi, thường thích xem dán chữ hỉ đỏ, ngắm phòng hoa trúc. Sau 60 tuổi, nặng lòng nhẫn nhịn nhìn cảnh bạn bè một đi không trở lại. Họ hàng, bè bạn, đồng nghiệp, đồng môn cứ lần lượt tạ từ thế gian. Trước 60 tuổi, ta tin chắc rằng nhân định thắng thiên. Sụt xịt uống ngụm nước là khỏi, cảm sốt thì ngủ một giấc là xong. Sau 60 tuổi, ta mới thực lòng tin vào thiên mệnh. Huyết áp cao, mỡ máu cao, đường máu cao, không mời mà đến. Ta đã trở thành Tôn Ngộ Không, đeo chiếc vòng kim cô, chẳng thể vượt thoát từ bao giờ. Ở độ tuổi lục tuần, ta lại cảm thấy thật nhẹ nhàng, khoáng đạt và thông tỏ trước sự đời. Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi qua từng ngày. Sau 60 tuổi mới đột nhiên thấu hiểu về số phận, kim tiền, địa vị, sự nghiệp, hôn nhân, gia đình và bè bạn. Đột nhiên, ta có thể coi nhẹ rất nhiều việc, thông suốt rất nhiều đạo lý. Con người vốn dĩ đến thế gian với thân hình đỏ hòn, tới khi về với cát bụi cũng trần trụi mà thôi. Phía cuối con đường vẫn còn ngã rẽ, chỉ mong bạn vẫn nguyện bước tiếp. Đôi khi nhìn như vẫn còn lối, nhưng kỳ thực đã đến lúc bạn cần rẽ rồi. 60 tuổi đã cần chuyển ngoặt. Lẽ nào chúng ta đã thực sự trở thành phế phẩm? Ta đã già thật rồi sao? Chẳng lẽ cứ lặng lẽ mà tiêu trầm đi sao? Ấy thế mà, ở độ tuổi lục tuần, ta lại cảm thấy thật nhẹ nhàng, khoáng đạt và thông tỏ trước sự đời. Nếu chuyện gì cũng tranh hơn thua, ngày nào cũng so bì cùng người khác, đó chẳng phải đang làm khổ mình hay sao? Đến ngã cần rẽ thì rẽ thôi. Quay đầu nhìn lại, khi ta đi xe hơi thì vẫn có người đi xe máy. Khi ta đi xe máy thì vẫn có người đi bộ. Khi ta đi bộ
lại có người đang chống gậy. Khi ta chống gậy, vẫn còn người cụt chân. Khi ta cụt chân, hãy còn người mất mạng. Như vậy chẳng phải đã đủ rồi sao? Con người sống trên đời được mấy chục năm. Dẫu khi còn sống, bạn làm quan, khoác áo gấm, hay chỉ là thường dân áo vải, cuối cùng cũng nằm dưới nắm đất vàng mà thôi. Có thể bạn chẳng có số làm quan, nhưng chắc chắn bạn biết làm người. Có thể tiền bạc thiếu thốn, nhưng nội tâm bạn chắc chắn đủ đầy. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đời người như một bụi hồng, chẳng có xấu đẹp tuyệt đối. Có cả hoa tươi thơm ngát, có cả nhành cây xù xì, gai góc. Chỉ là xem chúng ta để tâm đến những nụ hồng đẹp hay gai sắc nhọn. Trong lòng tràn ngập lòng biết ơn, sự ấm áp sẽ theo bạn như hình với bóng. Trong mỗi ý nghĩ ta đều khoan dung với người khác, hòa khí tự nhiên bén gót chẳng rời. Lòng biết ơn, sự thấu hiểu và thứ tha tạo nên những trái tim khoáng đạt. Cùng thấu hiểu, tin tưởng và trân quý nhau mới khiến tình thân thắt chặt mãi mãi. Ngày hôm qua đã trở thành dĩ vãng, ngày mai cũng chẳng thể biết trước điều chi. Đến 60 tuổi, con người mới hiểu được những đạo lý này. Kiếp người như một chuyến du lịch, hà tất phải quan tâm tới điểm đến. Chỉ cần đắm mình với phong cảnh bên đường mà thôi. Dẫu thế sự vật đổi sao rời, chúng ta cũng giữ lại hương sắc xuân hạ thu đông trong lòng mình. Mỗi ngày chẳng thể đều là một ngày vui, thuận lòng như ý. Nhưng mỗi ngày chúng ta đều phải có một tâm trạng thật tốt. Điều này chỉ có thể dựa vào nội tâm mạnh mẽ, nơi tâm hồn sâu thẳm. Đời người quá ngắn ngủi, dẫu tốt hay xấu cũng đừng nuối tiếc. Dẫu vui hay buồn cũng chớ thở than. Có thể sống vẻ vang thì tốt, sống khổ đau một chút cũng coi như trải nghiệm tâm hồn. Một đời không dài, chỉ cần bạn đã dốc hết tâm sức, đã thực sự trải lòng, thì chẳng còn gì phải nuối tiếc, cũng chẳng còn gì phải ân hận. Sống với thực tại mới có thể tìm được trạng thái lý tưởng của sinh mệnh. Đời người có rất nhiều chuyện chẳng thể biết trước, chỉ có thể cần mẫn làm tốt những việc trước mắt mà thôi. Sống với thực tại mới là cách sống tốt nhất, để thân xác và tâm hồn cùng hòa cùng chung một nhịp. Đây cũng là thái độ sống chân thực nhất. Khi sống với thực tại, ta vừa không bị quá khứ che mờ đôi mắt, cũng chẳng phải bận lòng trước tương lai. Khi ấy, chúng ta mới có thể tìm lại được trạng thái lý tưởng của sinh mệnh. Rốt cuộc, ngày hôm qua đã trở thành dĩ vãng, ngày mai cũng chẳng thể biết trước điều chi. Chỉ có hiện tại mới là món quà tốt nhất mà Thượng Đế ban tặng chúng ta mà thôi. Bạn có bao giờ nghe người ta ví đời người như là một cái cây chưa? Bất cứ thực thể sống nào cũng đều sinh ra, trưởng thành rồi chết đi, chỉ là lâu hay là chậm thôi. Tuy nhiên thì cây cổ thụ có những đức tính thật đáng quý. Nếu ví đời người như một cái cây, thì hãy làm một cây cổ thụ bạn nhé. Hãy học tập 5 đức tính sau đây để luôn sống một đời không hối tiếc. Làm người nếu có thể thấu tỏ 5 bài học này, thì ắt mọi việc vuông tròn, không hối tiếc. Làm người, nếu muốn trưởng thành vững chắc, năng lực đủ đầy, ắt cần tham khảo 5 đức tính của cây cổ thụ sau đây. Thứ nhất, thời gian, chờ đợi, tích lũy.
không có thời gian. Một mầm cây chẳng thể một chốc một lát mà biến thành cổ thụ. Nhất định phải thông qua năm tô tháng điểm, từng chút mà thành. Thế nên, làm người cũng lại như thế. Muốn thành công, nhất định phải cho mình thời gian. Thời gian cũng chính là sự tích lũy, những trải nghiệm cho bản thân mình. Nó cũng như chất dinh dưỡng, nuôi lớn thân mình. Thứ hai, lập thân bất động. Một cái cây muốn trưởng thành to lớn thì không thể nay trồng chỗ này, mai trồng chỗ khác, mà nhất định phải kiên cường đứng vững một chỗ, chống chọi với vô số lần mưa dập gió vùi đến trăm nghìn năm sau. Làm người muốn thành công cũng nhất định phải kiên thủ với niềm tin của mình đến phút cuối cùng mới mong có thể thành công. Thứ ba, cây muốn trưởng thành, cây thời phải có rễ. Rễ của cây có muôn hình vạn trạng. Rễ to, rễ nhỏ, rễ cọc, rễ chùm. Tất cả đều ăn sâu vào lòng đất. Chúng không ngừng miệt mài tìm kiếm dinh dưỡng để nuôi lớn bản thân. Người muốn trưởng thành cũng nhất định phải không ngừng học tập, không ngừng bồi đắp cho bản thân mình những hiểu biết để làm người. Có như vậy, sự nghiệp mới có thể hưng thịnh. Thứ tư, hướng lên trên. Không có một cây nào trưởng thành mà chỉ phát triển bề ngang, không phát triển bề cao. Chúng phải phát triển chiều cao trước, rồi mới đến phát triển tay cành và mãi mãi hướng lên trên. Làm người muốn thành công cũng lại phải không ngừng hướng đến điều tốt đẹp, thiện lương. Chỉ khi con người sống không ngừng hoàn thiện chính mình, không ngừng sống vì những điều tốt đẹp mới có thể thành công, đứng vững được trong trời đất. Thứ năm, hướng về nơi ánh nắng mặt trời. Cây muốn lớn, cây cần ánh nắng. Người muốn trưởng thành, người cũng cần phải có hướng đi. Không có một cây nào trưởng thành mà lại chọn bóng tối, trốn tránh ánh mặt trời. Ánh mặt trời chính là niềm hy vọng của cây cối vạn vật trên đời. Có hy vọng mới có ngày mai. Người muốn thành công cũng cần phải có mục tiêu, có hy vọng và sự nỗ lực tương ứng với mục tiêu của mình.